đàm rượu minh uống cạn tách trà mùi rượu còn chưa tan hết khiến khuôn mặt anh trông vẫn ửng hồng một người đàn ông đã sắp ngồi lên chiếc ghế quyền lực của tập đoàn lục môn thì sao có thể đơn giản chứ từ lâu em đã nghe nói tay lục đông thâm đó trên thương trường là một người vô cùng thủ đoạn là con hổ đầu đàn của lục môn nhiều năm trước đã lặng lẽ hoàn thành rất nhiều phi vụ mua bán sáp nhập vài năm nay anh ta lại càng lũng đoạn quyền hành các thương hiệu xa xỉ các thương hiệu ô tô của Lục Môn thế lực rất mạnh. Một người như vậy lại bỗng dưng chọn tiếp quản khu vực Trung Quốc, rồi lại hướng ánh mắt về phía thương lăng của chúng ta, xem ra chắc chắn là anh ta muốn thu gom toàn bộ khu vực đất đai quanh đường Tô Hà rồi. Lục Đông thâm chọn tiếp quản dự án Skyline chẳng qua là muốn vẽ thêm chút thành tích sự nghiệp, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là thiệt hại lợi ích trực tiếp nhất. Nghe nói ở Lục Môn còn một người tên là Lục Khởi Bạch thế lực cũng không tầm thường, lôi kéo được chí hướng của không ít cổ đông kỳ cựu trong lục môn, sao cam tâm chấp nhận làm một vị, vương gia, tiêu diêu tự tại chứ. Lục đông thâm tin tà ma ứ. Ha, hôm nay anh ta bày ra một thế giận rầm rộ, gióng trống khua chiêng như thế này chẳng qua là diễn cho đám dân chúng xem, để tốc chiến tốc thắng không muốn lục môn nắm được bất kỳ chuyện xấu nào của mình. Nhưng kẻ nào cười tới phút cuối cùng thì phải xem diễn xuất của ai đỉnh hơn. Tưởng Ly vắt cánh tay phải lên lưng ghế, cúi đầu, lấy ngón cái bàn tay trái móc móc móng tay nghịch ngợm. Móng tay của cô rất đẹp, tròn trịa cong cong như một vầng trăng. Nghịch mãi nghịch mãi, cô chợt nhìn xuống hình xăm nơi cổ tay của mình, ngón tay bất giác run lên. Có một cơn đau như kim châm đâm thẳng vào đầu, ngay sau đó, cảm xúc của cô cũng thay đổi. Thế nên, em nhất định sẽ chữa bệnh cho người đó, hơn nữa còn phải chữa thật tốt chỉ cần em chữa khỏi, thì tin tức về chuyện tà ma trong Skyline lại càng chắc chắn. Anh ta muốn mượn danh bà phù thủy này đã bịt miệng người dân, nhưng tới lúc đó những kẻ trèo lên lưng cọp không dễ xuống sẽ chính là họ. Cũng sắp tới lễ tế đông rồi, Skyline chặn đường của các vong linh trên cầu cửu tử, gây ảnh hưởng tới may mắn của năm mới. Đây chính là việc làm động chạm tới niềm tin của người dân thương lăng. Mà chuyện động chạm kiểu này, nói to rất nhỏ, nói nhỏ rất nhỏ. Đàm Diệu Minh ngồi dựa vào đó nhìn cô, cất giọng dịu dàng, anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em. Có điều, sẽ phải đấu trí với gã lục đông thâm đó, vất vả cho em rồi. Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh lúc này quá đỗi dịu dàng, giống như câu mà tưởng Tiểu Thiên nói. Những khi đàm gia nhìn chị, ánh mắt rất cưng chiều. Đàm Diệu Minh quả thực là một người đàn ông đầy hấp dẫn, chưa nói đến việc anh cao lớn đĩnh đạc, lại còn mang một diện mạo chính nhân quân tử, đường hoàng khiêm tốn không giống một kẻ lưu lạc trốn giang hồ. Nếu không kể, có ai ngờ một người đàn ông trông bề ngoài hiền lành vô hại như anh đã từng lăn lộn khắp trốn mới có ngày hôm nay, cô lên tiếng, sinh mạng thứ hai của em do đàm gia ban tặng. Không có đàm gia làm gì có tưởng ly ngày hôm nay. Thế nên, em làm gì cũng là nên thôi. Đàm diệu minh mỉm cười, nhưng nhìn kỹ lại có chút đắng chát anh giơ tay lên dường như định nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại rất lâu sau anh mới gật đầu nói chỗ tiền trên bàn em cầm lấy đi hôm nay thế này ngày mai thế khác giữ bên người phòng khi cần sử dụng trên đường trở về khách sạn lục đông thâm bắt đầu không kiểm soát được men rượu trong người nữa anh gục hẳn ra ghế sau hơi thở nặng nề nhắm nghiền mắt mặt trắng nhợt mấy chiếc xe đồng thời đỗ lại trước một cửa hàng tạp hóa. Cảnh Ninh không yên tâm, phải đích thân xuống mua một chiếc khăn ướt. Cô đưa chiếc khăn tới trước mặt lục đông thâm, ngập ngừng dây lát rồi lại hạ tay xuống, khẽ gọi, tổng giám đốc. Lục đông thâm mở mắt ra, đón lấy chiếc khăn trong tay cảnh ninh, lau qua mặt, cơn đau dữ dội hai bên thái dương bấy giờ mới chịu dịu đi. Một lát sau, anh đưa tay nới lỏng cả vạt, rồi khẽ hỏi, điều tra ra chưa? Cảnh Ninh trở lại ghế lái phụ, nói: "Cô gái tên Tưởng Ly này giống như bỗng dưng xuất hiện vậy. Tôi đã thuê thám tử tư điều tra nhưng điều tra mãi vẫn chỉ có chút thông tin ít ỏi đó thôi. Sau sự kiện thai quốc cường, chúng ta, cô đã lập tức kiểm tra ngay CCTV của khách sạn Skyline Thương Lăng. Tối hôm đó, thai quốc cường quả thật giống hệt như gặp phải ma, sau đó làm phiền tất cả các vị khách trong khách sạn. Mà ngay trước đó, có một người đã đứng rất lâu trước bức giang sơn đồ trên hành lang quán ba khách sạn. Người đó, qua điều tra tên là Tưởng Ly. Nhưng khi điều tra tiếp thì lại có chút khó khăn. Lục Đông Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau mới ra lệnh cho xe chạy tiếp. Cảnh Ninh hình dung rất sát, đúng là giống như từ trên trời rơi xuống. Nhưng trên đời này làm gì có ai bỗng dưng xuất hiện chứ, kiểu gì cũng có thể tìm ra gốc gác. Giống như Đàm Diệu Minh vậy, cả một tập tài liệu dày cộp đủ để viết truyền kỳ nhân vật. Anh ta là người thương lăng chính gốc. Năm 13 tuổi, bố qua đời, năm 15 tuổi theo mẹ đi bước nữa ở nước ngoài xa xôi. Anh ta cũng học hành rất giỏi, là sinh viên xuất sắc, năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học California, sau đó trở lại Thương Lăng. Dựa vào cú đấm của mình khai phá sự nghiệp. Hiện giờ ở Thương Lăng có không ít quán bar, vũ trường cửa hàng, cửa hiệu thậm chí là những mảnh đất còn hoang vu đều là sản nghiệp của anh ta. Dù là làm ăn đường hoàng hay làm ăn dấm dúi, anh ta đều phát đạt. Thế nên người bên ngoài cũng đồn đại anh ta vẫn kinh doanh những thứ bị pháp luật cấm, đáng nghi ngờ nhất chính là ma túy nhưng từ đầu tới cuối không ai tìm ra được chứng cứ anh ta có dính líu tới ma túy. Ngược lại khi đọc tới tưởng ly thì tư liệu chỉ có vỏn vẹn như sau. Năm 26 tuổi, tức là ba năm trước đột nhiên xuất hiện bên cạnh đàm diệu minh võ công rất khá ba năm nay cô đã cứu chữa cho không ít người dân thương lăng được dân trong vùng kính nể như một thầy phù thủy thời hiện đại thu nhập chính tới từ hai cửa hàng một là cửa hàng bán trống châu phi làm bằng thủ công và một là quán trà thần tiên ẩm đó nghe nói quán trà ấy khách ra khách vào nườm nượp quanh năm cả hai cửa hàng nghe đồn đều do đàm diệu minh bỏ tiền ra mở cho cô Ngoài ra, cô đến từ đâu, trước năm 26 tuổi đã gặp chuyện gì, gia cảnh thế nào thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Một người mà ngay cả quá khứ cũng không tìm ra, Lục Đông Thâm nhíu mày. Vậy thì, phải chăng cô vốn dĩ không tên là Tưởng Ly? Trong xe cực kỳ yên ắng. Cảnh Ninh nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát Lục Đông Thâm. Mỗi khi anh suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì ánh mắt đều rất sâu xa khuôn mặt đó lúc nào cũng khiến con gái mơ mộng nhưng vẻ lạnh nhạt cũng lại khiến mọi cô gái không dám tùy tiện sát gần ở bên cạnh anh cô cũng luôn luôn phải tự nhắc nhở bản thân quên đi mình là con gái đây là túi bùa tôi lấy được trên người hai cậu nhóc quỳ ở đó anh xem thử đi cô rút chiếc túi trong túi sách ra đưa cho lục đông thâm giả sử đây đúng là thứ để trị bệnh cứu người tưởng ly không phải cố tình lừa bịp thì cũng quá đáng sợ nói lấy được là còn văn minh chán thực chất là cô đã lén lấy trộm từ hai người đó trước khi rời khỏi lâm khách lầu lục đông thâm không gạn hỏi cô đã lấy trộm kiểu gì lập tức mở ra xem hơi sững người một túi bên trong toàn là cát túi còn lại thì trống rỗng túi bên trong có cát là của người tên tưởng tiểu thiên cảnh ninh bổ sung thêm nhưng lục đông thâm chỉ mải mê xem chiếc túi không có gì không phải nó không có gì nó có Mùi hương Mùi hương này rất đặc biệt, giống như mùi thuốc, lại không nồng như thuốc, vân vê một ít lên ngón tay người thử, bỗng chốc khiến người ta tỉnh táo hẳn, tựa như từng lỗ chân lông trên cơ thể được gột rửa sạch sẽ bụi bẩn vậy. Còn túi cát thì hoàn toàn không có mùi. Cái này khiến anh nhớ tới chén rượu kia. Lục đông thâm nhẹ nhàng vân vê ngón cái lên. Lớp lụa trắng, hoa văn thêu bên trên khiến anh nhớ tới đôi mắt trên cổ tay của tưởng ly xung quanh hình xăm đôi mắt ấy hình như cũng khắc hoa văn này anh bỗng nói cô gái tưởng ly này thú vị đấy hôm sau tin tức nóng hổi về chuyện phó chủ tịch tập đoàn lục môn đồng thời là tổng giám đốc mới kế nhiệm của dự án skyline lục đông thâm đích thân mời cao nhân về hóa giải những điểm xấu khách sạn đã truyền đến tai giới báo chí khắp nơi tin thời sự tạp chí tài chính hay các loại báo mạng lớn nhỏ gần như đều giật tít hàng đầu tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài lục môn, với tư cách là một doanh nghiệp bản địa sau này di dân ra nước ngoài, vốn dĩ đã có một dây chuyền sản nghiệp phức tạp rắc rối và một truyền kỳ về khả năng lũng đoạn thương trường khiến người ta tò mò. Chỉ hiểm một nỗi tổng bộ của lục môn không nằm ở Trung Quốc nên người ta chẳng thể đào sâu tìm hiểu. Bây giờ, lục môn đã hướng sự chú ý về Trung Quốc đại lục, trong đó dự án Skyline nhận nhiệm vụ là đoàn quân tiên phong, phát triển cực kỳ thịnh vượng tại ba thành phố Bắc Kinh. Thượng Hải, Quảng Châu. Chỉ không ngờ lại bị gãy ngay tại Thương Lăng. Thế nên niềm yêu ái đặc biệt mà cánh phóng viên dành cho Skyline cũng là đang gián tiếp muốn lật mở lớp màn bí mật về lục môn. Tưởng Ly không lộ mặt trên báo chí. Nghe nói ngày mà đám phóng viên bao vây lâm khách lầu, người của đám Diêu Minh đã hạ lệnh, tưởng ra tuyệt đối không thích chụp ảnh. Thế nên không cho phép các báo và tạp chí đăng hình ảnh của tưởng gia, dù chỉ là thông tin hay bóng hình đám phóng viên đang ôm trong bụng tâm lý sẽ chụp được hình tưởng ra lập tức bị tịch thu hết công cụ phương tiện xóa ảnh đồng thời nhận được lời cảnh cáo ai dám đắc tội với đàm diêu minh đây việc này cũng giống như khi chưa được phép của phòng quan hệ công chúng của tập đoàn lục môn sẽ không được tự động chụp hình lục đông thâm vậy mọi người chỉ còn cách giành giật tin tức quan trọng để đưa lên làm tít chứ không ai chấp nhận dính vào những rắc rối không cần thiết thế nên dù tin tức có rầm rộ cách mấy thì hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở việc ngày hôm đó lâm khách lầu bị vây kín không còn lối đi và cảnh tượng hàng rào vệ sĩ vòng trong vòng ngoài mà thôi. Trần Khởi Bạch đặt tờ tạp chí trong tay lên bên cạnh bàn làm việc, đứng dậy đi ra trước cửa sổ. Từ góc độ này nhìn xuống, cảnh đêm ở thành phố New York là xe cộ nhằng nhịt như mắc cửi. Bức tường phía tây trong phòng làm việc được đào rỗng, khảm vào trong đó một bể thủy tinh cỡ lớn. Ngọn đèn màu trắng phản chiếu rõ bụi cây khoáng đặt bên trong bể và tầng tầng lớp lớp những tảng cỏ, từ xa nhìn lại trông giống như hình ảnh thu nhỏ của một thảo nguyên. Chỉ có điều, trong bụi rậm đó có một con rắn bamber đen sao đang ẩn nấp, thân hình dài khoảng hơn 3 mét, phần đầu dài, hai mắt tròn và đen, màu da gần với màu xám đen, đến. Giữa bụng thì chuyển dần từ xám đậm sang xám nhạt. Ở cách nó chưa đầy 2 mét, có ba con chuột bạch có lẽ chúng vừa được bỏ vào trong bể thức ăn nên vẫn còn cảm thấy mới mẻ, chạy nhảy không ngừng, hoàn toàn không biết có một mối nguy hiểm đang tới gần. Sao là một loài rắn độc đặc hữu tại cùng hạ Sahara, châu Phi? Tên gọi của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn mà do màu sắc đen như mực bên trong vò miệng của rắn. Đây là loài rắn độc nhất tại lục địa châu Phi. Lục trấn danh ngồi bên sofa, dùng thìa khuấy lá trà trên chén, không ngẩng đầu lên, thằng đông thâm này làm mọi việc vẫn luôn suy nghĩ chu toàn cẩn thận thế mà lần này lại quá hoang đường khiến cả lục môn bây giờ không ai không biết lục khởi bạch quay người lại dựa vào cửa sổ những gì ông anh họ đó của con khao khát nhiều hơn tất cả mọi người đầu óc cũng quá tỉnh táo bố à bao nhiêu năm nay bố đã thấy anh ta làm chuyện gì hoang đường bao giờ chưa theo con thấy lần này chẳng qua chỉ là một đòn đánh lạc hướng cùng sinh ra ở Lục Môn, Lục Khởi Bạch cũng thừa hưởng một vẻ ngoài nổi trội và một vóc dáng cao lớn đã trở thành gen trội của người nhà họ Lục. Có điều, so với Lục Đông Thâm thì khuôn mặt của anh ta có phần tươi sáng hơn, điểm này được thừa hưởng từ người bố Lục Trấn Danh, một người đàn ông ôn nhu, tao nhã nổi danh. Còn người hiện đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực của Lục Môn, Lục Trấn Dương, cũng tức là bố đẻ của Lục Đông Thâm thì có tiếng là tàn nhẫn, quyết đoán. Sở dĩ hình dung Lục Trấn Dương như vậy, là bởi Lục Trấn Danh đã từng vì một bước sai lầm mà đánh mất quyền lực tối cao của Lục Môn. Sau khi đoạt được quyền thế, ngoài việc diệt trừ những nguyên lão không thể cảm hóa được Lục Môn, ông còn thay máu một loạt nhân sự, nhất là người của Lục Trấn Danh, nhất thời làm giấy lên một cuộc cách mạng không mùi máu trong nội bộ Lục Môn. Bao năm nay ở trong Lục Môn, Lục Trấn Danh chỉ có chức danh, không có thực quyền, nhưng hình như ông ta cũng đã quen rồi rất phù hợp với lời nhận xét khiêm nhường, kín kẽ mà người ngoài dành cho mình. Lục Trấn danh rửa sạch ấm, bỏ trà vào, thì nước đầu tiên được ông ta tưới ướt toàn bộ bề mặt ấm, rồi ông ta từ tốn lên tiếng, làm người, có chút dã tâm cũng là chuyện tốt mà. Sau đó ông ta đổ nước sôi, đậy nắp ấm trà lại, một lần nữa tráng qua lá trà. Giống như đông thâm bây giờ ngoại trừ lĩnh vực vũ khí đạn dược và năng lượng sinh học của bố nó và các cổ đông kỳ cựu là nó không can dự ra thì các ngành kinh doanh khác của lục môn ngành nào nên tham gia nó cũng đã tham gia rồi dã tâm của nó lớn đến đâu ai cũng nhận ra cả nhưng dã tâm lớn dần lên thì cũng không còn ngó trước lo sau nữa xác suất mắc sai lầm cũng cao hơn thị trường trung quốc không dễ nuốt như vậy các đô thị loại một thì không nói càng là mấy tỉnh lẻ lại càng phức tạp có những mối quan hệ, dùng tiền là có thể nhìn thấy, lại có những mối quan hệ mà tiền chẳng ích gì. Chủ tịch điều hành tiền nhiệm của khu vực Trung Quốc trước kia sở dĩ bị lục đông thâm thay thế không phải vì thành tích của Skyline tại các đô thị lớn quá tệ, mà vì cậu ta xem nhẹ sức ảnh hưởng của các thành phố loại 2, loại 3. Có câu sợ nhất là mấy thằng quỷ nhỏ bám giết chính là nói mấy thành phố tép diêu như thế ở Trung Quốc. Lục khởi bạch đi tới trước bể cho ăn, hai tay đút túi quần. Nhìn con rắn mamba đen đang từ từ sát lại gần đám chuột bạch, bật cười, các doanh nghiệp nước ngoài kiểu gì cũng gặp chuyện, không hợp thủy thổ, sao? Đạo lý này ông bác của con hiểu mà ông anh họ của con cũng không gà mờ. Vậy mà trong tình hình ấy, ông bác của con vẫn đặt món này vào bát của anh họ, chẳng qua là muốn chặn họng đám Nguyên lão. Đám Nguyên lão đó đâu phải kẻ mù, Lục Đông Thâm có tính cách ra sao họ đều hiểu rõ. Một khi anh ta ngồi lên vị trí của bố mình thì chỗ lợi nhuận họ bòn rút được từ mấy công việc béo bở sẽ bại lộ. Cũng coi như ông trời đang giúp chúng ta. Mảnh đất thương lăng đó đang là mùi ngon mà cả lục môn và thai quốc cường đều nhắm tới. Mà gã thổ công ở đó đàm diệu minh cũng nào có phải dạng vừa. Nghe nói cả, thái tử gia, trên kinh đô, nhiều tôn cũng có hứng thú với mảnh đất đó. Vốn dĩ chuyện làm ăn có thể thương lượng theo cách làm ăn, nhưng sau khi thai quốc cường làm ầm ĩ lên thế này thì tính chất của chuyện này đã thay đổi cho dù bên cạnh lục đông thâm vẫn còn người bạn học cũ dương viễn giúp sức thì e cũng không phải chuyện đơn giản sao không thích nghi được với môi trường tại nơi đầu tư nói tới đây anh ta dùng khớp ngón tay gõ lên lớp kính thanh tâm quả dục lâu lắm rồi nên giờ xem đại một vở kịch quèn cũng thấy rất hay lục trấn danh chia trà xong xuôi đến nước thứ ba trà đã trở nên trong vắt, thơm phức. Ông ta nói, nào, con qua đây nếm thử đi. Mấy hôm nay bố rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đi học trà nghệ. Thao tác vẫn chưa thuần thục lắm, nhưng cho dù là một thứ mình chưa thành thạo, chỉ cần làm bằng trái tim thì cũng có rất tạo ra được một sản phẩm có ý nghĩa. Lục khởi bạch ngồi lại xuống sofa. Anh ta vừa nâng tách trà lên thì con rắn mamber đen trong chiếc bể phía sau đột ngột nhảy vọt lên. Há cái miệng như cái động đen ngòm của mình ra. Mấy con chuột bạch chưa kịp phản ứng lại đã bị nút trọn, tốc độ cực nhanh, quả nhiên không hổ danh là, sát thủ khủng bố. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lục chấn danh thở dài, loại rắn độc này có nuôi lâu cũng không thân thiện được đâu. Lục khởi bạch uống cạn một tách trà, con thích rắn bởi vì nó giống chúng ta nhất, giết người chưa bao giờ thấy máu. Lục chấn danh cười bây giờ bác cả của con chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ Thái Bình mà thôi. Thương Lăng nhờ có một bối cảnh lịch sử độc đáo và một điều kiện giao thông thuận lợi đã trở thành thành phố phát triển kinh tế trọng điểm. Con đường Tô Hà kể từ ngày khởi công xây dựng đã trở thành khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Tường Lăng. Bây giờ, vì trung tâm Skyline cao hơn 200 mét với 50 tầng lầu mà nó bị chụp cái mũ là khu thương mại, dịch vụ đẳng cấp khoảng 350.000 mét vuông đất xung quanh con đường Tô Hà đã bị mua lại. Dự án Skyline sẽ đầu tư một khoản tiền khổng lồ để xây dựng nơi đây thành khu thương mại hạt nhân tập trung đầy đủ các trung tâm thương mại với những sản phẩm, thương hiệu xa xỉ đến từ khắp nơi trên thế giới, các khách sạn nhà hàng hạng sang và các khu chung cư cao cấp. Hơn nữa còn nghe nói, tiếp theo đây, dự án Skyline có dự định lấy đường Tô Hà làm trung tâm mua thêm các mảnh đất xung quanh để xây dựng đồng bộ các kiến trúc phục vụ đời sống người dân như bách hóa, siêu thị, nhà hàng đẳng cấp, các khu vui chơi giải trí và các quán bar, câu lạc bộ VIP. Tới lúc đó, cả thành phố Thương Lăng sẽ trở thành một đại diện có tiềm lực lớn mạnh của Skyline ngoài các đô thị loại 1 hay các thành phố có nền công nghiệp phát triển khác. Khách sạn Skyline được xây dựng ngay tại trung tâm của dự án, chiếm một khoảng diện tích rất lớn. Cuộc hội nghị online của Lục Trấn Dương ở nước ngoài xa xôi được kết nối tới khu văn phòng tổng giám đốc tại tầng 49, chẳng qua chỉ là một tay anh chị ở vùng đó. Cậu ta cắn mãi không chịu nhà cũng chỉ vì lợi ích phân chia chưa được đồng đều. Những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì hãy khẩn trương dùng tiền giải quyết. Chúng ta là người làm ăn, việc chúng ta xem trọng vẫn là toàn bộ lợi ích sau cùng thu về được. Thứ không được lãng phí nhất chính là thời gian đây là đạo lý mà con bắt buộc phải hiểu từ khi còn là một nhân viên quèn ở lục môn lục đông thâm ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn thưa bố tiếng tăm của đàm diệu minh ở thương lăng không hề nhỏ thế lực cũng không thể xem thường anh ta là một con rắn độc không dễ dàng thỏa mãn nếu không hạng mục skyline thương lăng đã chẳng đình trệ mãi khi trước nhiều lần đồng sự vương đàm phán các mảnh đất gặp thất bại cũng là do đàm diệu minh ở trong phá đám con người anh ta dù chơi xấu hay chơi đẹp cũng đều chơi giỏi anh ta đâu chỉ đơn giản là cần chút giá tranh lệch giữa hai bên đồng sự vương mà anh nhắc đến chính là người phụ trách dự án skyline tại khu vực trung quốc trước kia trước khi được điều trở lại tổng bộ ông ta đã làm một bản báo cáo công tác rất chi tiết anh đã đọc qua trong đó có một phần nhắc tới miếng xương khó nhằn là đàm diệu minh đàm diệu minh có một nền tảng vững chắc ở thương lăng đã nhiều năm rồi muốn nhổ tận gốc anh ta cần chút thời gian lục trấn dương nghe xong sắc mặt không khá lắm một người đã sống nửa thế kỷ như ông mà khuôn mặt vẫn phần nào còn vẻ tuấn tú cương nghị của tuổi trẻ con động vào cậu ta làm gì đô thị loại một thì xứng đáng để làm vậy nhưng với một vùng nhỏ bé như thương lăng con vẫn muốn nuốt toàn bộ đất đai ở đây con đã từng tính toán đến sự mạo hiểm trong chuyện này hay chưa việc con cần làm bây giờ là hai bên đều có lợi cốc cà phê đen trước mặt lục đông thâm đã nguội ngắt hệt như nhiệt độ trong mắt anh vậy trầm mặc một lúc lâu anh một lần nữa lên tiếng quả quyết miếng bánh của đàm diệu minh con quyết phải nuốt trọn loại người như anh ta sẽ không chịu chia sẻ lợi ích với bố đâu chỉ khi nào cắt đứt được đường lui của anh ta thì mới diệt trừ vĩnh viễn được hậu họa về sau lục trấn dương rõ ràng không hài lòng với cách làm của anh nhíu mày rất chặt. Cách con nuốt trưởng cậu ta là mời một con bé phù thủy về đóng kịch. Còn đừng quên, đối phương là thai quốc cường. Bây giờ tập đoàn Trường Thịnh đã quay lại cắn ngược chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu trước đây Đàm Diệu Minh đã dở không ít trò thì lần này làm sao dám chắc cậu ta không đợi để cắn ngược lại con một nhát. Tới lúc đó, danh tiếng của khách sạn phải làm sao? Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ có tính toán của anh ta con cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền gậy ông đập lưng ông anh ta muốn cắn ngược vậy thì phải xem xem anh ta có cơ hội ấy hay không lục đông thâm nói con sẽ không cho anh ta cơ hội đó đâu một người thật lòng muốn phạm tội sẽ không dễ dàng để lại manh mối huống hồ là người của đàm diệu minh trong cctv tưởng ly đi đi lại lại ở đó rõ mồn một như vậy rõ ràng là cho anh cơ hội để lần theo dấu vết cô là người nổi tiếng ở thành cổ thương lăng, phải chữa khỏi bệnh cho thai quốc cường rồi mới tính tiếp các bước về sau. Trong trò chơi lần này, cả hai phía đều biết đối phương định làm gì. Cô muốn lợi dụng sự việc lần này để triệt để đuổi anh ra khỏi thương lăng. Còn anh, lại muốn nắm lấy thời cơ gạt bỏ những huy hoàng của đàm diệu minh khi chiếm đất xương vương. Việc bây giờ là thời điểm, ai sẽ ra tay mạnh mẽ trước? Ở đầu kia, lục chấn dương ho lên mấy tiếng, khi nói tiếp, ngữ khí đã chuyển sang tâm tình chân thành. Đông thâm à, con phải hiểu một điều. Những kẻ thật sự đang đói không phải hội đàm diệu minh, mà chính hai cha con lục chấn danh và lục khởi bạch mới là con rắn muốn nuốt trường con. Thị trường Trung Quốc là một miếng thịt mỡ. Việc con đá đồng sự vương để thay thế vị trí của ông ta đã gây không ít thù oán rồi, lại cộng thêm chuyện thương lăng lần này, trong hội đồng quản trị đã có không ít người lời ra tiếng vào việc này chắc chắn có liên quan tới chuyện gần đây lục khởi bạch cứ qua lại quan hệ với bọn họ mà họ muốn gì thì con biết quá rõ suốt hai năm đảm nhận thị trường trung quốc đồng sự vương bòn rút được không ít lợi ích tham nhỏ thì con bỏ qua nhưng một khi gây tổn hại tới lợi ích của lục môn là tuyệt đối không thể chấp nhận còn về phần lục khởi bạch một khi cậu ta đường hoàng cạnh tranh con sẽ đường hoàng tiếp chiêu nếu đã thích dở trò sau lưng con đây cũng tuyệt đối không mềm lòng cuối cùng lục đông thâm bổ sung thêm một câu bố hiểu con quá mà lục trấn dương không nói nữa ông giơ tay lên có phần hết cách lục đông thâm nhìn ông mái tóc đã điểm bạc tuy vẫn nghiêm nghị nhưng đã không còn mạnh mẽ được như năm xưa bố anh đang già đi từng ngày còn lục môn lại sắp đón một trận mưa máu gió tanh bố cố gắng giữ gìn sức khỏe ban nãy nghe thấy tiếng ho của ông xem ra thời gian này tinh thần của ông lại tệ đi sống trong một gia đình như vậy có lẽ việc thiếu tự nhiên nhất chính là những lời hỏi thăm giữa bố và con tuy rằng đây là việc quá đỗi bình thường với các gia đình khác sau khi cuộc họp kết thúc cảnh ninh gõ cửa đi vào thưa tổng giám đốc nghe nói thai tử tân đã tới trung quốc muộn nhất là ngày kia sẽ có mặt tại thương lăng thai tử tân là con gái của thai quốc cường cũng là đứa con có đầu óc kinh doanh nhất trong gia đình họ thai sau khi lấy được bằng tiến sĩ, cô ấy tiếp quản ngay việc kinh doanh tại nước ngoài của gia đình, làm ăn đâu ra đấy, chỉ ít thì thành tích tốt hơn rất nhiều so với hai ông anh trai đứng trên mình. Lần này cô ấy cất công tới Trung Quốc, chắc chắn là vì câu chuyện của Skyline Thương Lăng. Mà ngày sáng sớm nay, hai người anh trai của Thai Tử Tân cũng đã đặt chân tới Thương Lăng. Khách sạn Skyline lấy lý do đang được điều tra để từ chối hai người họ vào ở chỉ là không biết liệu thai tử tân có chịu chung số phận đó không cảnh ninh đang có ý thăm dò suy nghĩ của lục đông thâm nghe nói cô gái mạnh dạn đó từng là đàn em cùng trường với lục đông thâm hơn nữa hai người họ hình như còn từng có một mối quan hệ khiến người ta phải suy đoán cộng thêm địa vị của hai gia đình họ là một đôi luôn được mọi người bên ngoài quan tâm để ý thế nhưng lục đông thâm không có bất kỳ sự thay đổi nào về cảm xúc anh tiện tay cầm tài liệu lên, ngữ khí cũng nhạt nhòa, tôi biết rồi. Cảnh Ninh thấy không thăm dò được gì, đành thôi. Cô ấy nói tiếp, cô tưởng cũng đã đến rồi. Cô ấy hơi ngập ngừng. Lục đông thâm ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh Ninh hắng giọng, chỉ tay xuống dưới, hiện cô tưởng, đang đi mua sắm. Ngay dưới chân khách sạn Skyline chính là trung tâm thương mại Skyline, kéo dài từ tầng 1 lên đến tầng 5, với sự góp mặt của cơ man các thương hiệu đỉnh cao của thế giới và rất nhiều gian hàng là đại lý trực tiếp của các nhà thiết kế nổi danh. Tưởng Ly đang ở mạn phía đông trên tầng 5, gian hàng chuyên bán các sản phẩm dùng khi đi xa, bên cạnh là Tưởng Tiểu Thiên. "Da à, em không sao thật chứ? Lỡ em gặp vận đen thật thì phải làm sao ạ? À? Năm nay em mới 21 tuổi, đang ở tuổi sung sức nhất, đẹp nhất đời người, em, một lưỡi dao phần lan vung qua." mũi dao chỉ cách đầu mày cậu đúng một phân tưởng ly từ tốn nói em cứ theo chị hoàn thành xong nhiệm vụ lần này nếu làm tốt thì tai qua nạn khỏi còn nếu làm không tốt thì chị không dám chắc còn nữa trong thời gian này đừng có con cả con kê nói mãi không thôi nếu không chị chịu không nổi sẽ cho em máu me tung tóe đấy nói xong câu này cô thu dao về quay đầu lại nháy mắt với cô nhân viên dáng vẻ đúng là đang quyến rũ người đẹp giới thiệu cho tôi thêm vài loại khác đi. Hay là cô cho tôi xem loại nào tốt nhất ở đây đi. Khuôn mặt, vừa công vừa thủ, đó của cô đã là quá đủ. Tay lại cầm thêm con dao phần lan vừa khí khái vừa phóng khoáng. Mang theo chút ma mị khiến cô nhân viên đứng quầy mặt đỏ lựng, khẩn trương đi lấy loại dao, chấn, cửa hàng ra cho cô xem. Bao dao làm bằng da bò đen thuần, có khắc hình mây và nạm vàng, lưỡi dao dài khoảng 15cm, hình thù khắc trên lưỡi dao rất tỉ mỉ. Ở góc cạnh lồi ra phần giữa là một đường cong có rất khí chất. Chuỗi dao cũng được làm cẩn thận, khắc một viên đá tự nhiên màu tối, trên viên đá có hoa văn, thoạt nhìn giống như con mắt, có một sự trùng khớp kỳ diệu với hình xăm trên tay cô. Con dao này từng được triển lãm tại Helsinki, Phần Lan, là tác phẩm kinh điển của thợ làm dao cấp bậc. Thầy, Ki, rất có giá trị siêu tầm cô gái giới thiệu rất cố gắng, không biết vì khuôn mặt của tưởng ly quá có sức thuyết phục hay vì người ta vốn dĩ đã rất muốn bán để thúc đẩy kinh doanh. Ngược lại, tưởng tiểu thiên trong lòng có tâm sự chưa thể bình yên, mặc kệ tưởng ly chỉ chăm chăm ngắm dao, cậu lên tiếng, chị bảo làm không tốt là sao? Túi bùa của Tang Ni bị mất thì chị bù cho thằng bé ngay, còn em thì sao? Tang Ni thì đúng là không được làm mất bùa, còn em? tưởng ly cầm con dao cấp bậc thầy ấy lên tay ngắm trái ngắm phải nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt cô lại vân vê một lúc trên tay cũng rất có sức nặng ai à, tiểu thiên em thấy con dao này thế nào tưởng tiểu thiên đang sốt ruột đang định hỏi cho rõ ràng thì thấy ngoài cửa đầu người lố nhố có mấy vệ sĩ phá vòng vây đi vào những người đi cuối đứng gác ngay ngoài cửa dẫn đầu là cảnh ninh khí thế không hề nhỏ Tưởng Ly liếc nhìn cảnh ninh rồi tiếp tục nghịch con dao, báo lại với anh lục của các cô, đừng quá sốt ruột. Việc trừ ma đuổi yêu không phải là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù tôi đã đồng ý tới khách sạn giúp mấy người nhưng không thể một chút thời gian riêng tư cũng bị mất, phải không? Cảnh ninh bước lên, mỉm cười, cô tưởng hiểu lầm rồi. Anh Lục cử tôi tới đây ý muốn nói nếu cô có thứ gì ưng ý cứ lấy, anh Lục sẽ thanh toán. Tưởng ly nhướng mày nhìn cảnh ninh, có thật không? Cảnh ninh khiêm nhường, lịch sự, anh Lục chưa bao giờ nói đùa à? Tưởng ly tươi cười, quay đầu đưa con dao cho người nhân viên, vậy tôi lấy con dao này, bọc lại giúp tôi. Ông chủ của họ trả tiền. Vừa ra tới cửa, ngay gần đó đã có không ít người đứng xem. Có lẽ đều đã đọc tin tức, đám người ấy chỉ mới nghe đại danh của tưởng ly chứ chưa được nhìn mặt tưởng ly lúc này đang cố dướn cổ lên ngó vào trong. Bên dưới cũng đầy các phóng viên, trước đó đứng trực ngoài cửa khách sạn, sau khi nghe tin tưởng Ly đang mua đồ trên tầng 5 đã chạy tới đây lấy tin cả. Tưởng Ly đường hoàng đeo kính dâm lên và nói, tưởng Tiểu Thiên, bà nãy có một chiếc váy đẹp lắm. Em chưa được nhìn thấy chị mặc váy bao giờ phải không? Thật ra chị mặc váy xinh cực kỳ tưởng tiểu thiên chỉ một lòng một dạ quan tâm xem mình có thật sự bị suối quẩy không. Thấy tưởng ly không đói hoài tới chuyện của mình. Cậu giận dỗi, hừ khẽ rồi nói. Vâng, đẹp lắm, đẹp lắm. Chị gầy đến mức chỉ còn có ngực thôi, mặc cái gì cũng đẹp. Câu này chị thích nghe. Tưởng ly nở một nụ cười đắc ý rồi hỏi cảnh ninh. Trợ lý cảnh, tài khoản của ông chủ cô không phiền nếu bị trừ thêm một khoản nữa chứ. Cảnh ninh vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối anh Lục. Có dặn, chỉ cần cô tưởng vui là được. Con ma đó đêm nào cũng đi theo tôi. Đó là một con ma nữ, khuôn mặt vẽ như trong hí khúc. À đúng rồi, chính là kiểu người hay đi hát hí khúc. Lúc xuất hiện hay mặc một bộ trang phục của hí kịch, thai quốc cường trùng chăn, co rụt lại trong một góc giường, miêu tả nhát gừng về trải nghiệm nhìn thấy ma của mình. Tối hôm đó là đêm đầu tiên ông ta ở lại trong khách sạn Skyline vẻ đẹp của thương lăng đúng là không còn phải bàn nhưng toàn bộ thiết kế và cung cách phục vụ của khách sạn quả thực cũng khiến ông ta tâm phục khẩu phục ông ta ngồi tại quán bar gọi một loại đồ uống trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tìm được một vài khiếm khuyết khiến mình nhẹ lòng từ đối thủ cạnh tranh quán bar này là kiểu đặt bàn trước nên khá yên tĩnh thai quốc cường uống mãi uống mãi tầm nhìn bất giác bị thu hút bởi bức giang sơn đồ treo trên tường năm xưa ông ta cũng có học về mỹ thuật sau này vì chuyển sang làm ăn kinh doanh nên sở thích cũng dần mai một từ màu sắc đến nội dung bao quát của bức tranh khiến ông ta không ngớ lời cảm thán nhất thời nhìn đến nhập tâm thất thần sau khi ông ta rời khỏi quán bar bỗng dưng cảm thấy sau lưng như có ai đi theo mình mờ mờ ảo ảo nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai thai quốc cường vào ở trong khách sạn có vệ sĩ đi theo đầy đủ nhưng tối đó ông ta một mình đi uống rượu, về phòng cũng chỉ có một mình. Vào phòng rồi, ông ta tiện tay đóng cửa lại nhưng đúng lúc đó thì cửa bị kẹt. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta là một khách sạn lớn vậy mà có thể phạm phải một sai lầm như thế này sao? Cửa phòng còn hỏng được. Nhưng sau khi người quản gia sao tới, cánh cửa đó bỗng bình thường trở lại một cách quái đản. Vì chuyện này, vệ sĩ đi theo ông ta lại mất đứt cả một buổi tối để kiểm tra cẩn thận sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm gì nữa mới thôi. Sao nhân viên phục vụ riêng cho phòng tổng thống tại các khách sạn? Nhưng cũng chính sau tối hôm đó, ông ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Con ma đó cứ sau 12 giờ đêm lại xuất hiện. Lúc tỉnh là tôi có thể nhìn thấy nó, ngủ rồi nó sẽ chạy vào trong giấc mơ của tôi. Nó hỏi tôi có biết vì sao nó chết không? Thái Quốc Cường bắt đầu lẩm bẩm, nó còn tới bắt tôi chỗ nào trên người từng bị nó bắt, tôi sẽ đau ê ẩm cả ngày. Nó chính là con ma đêm đó đã chạy từ trong bức giang sơn đồ ra ngoài, đi theo tôi một mạch về phòng. Vì sao lúc đó tôi lại không đóng được cửa vào ư? Là vì nó đang đứng bên cạnh cửa, đòi vào chứ sao, căn phòng mà thai quốc cường đang ở là gian phòng tổng thống, chưa kể đến diện tích rộng lớn và các tiện nghi đầy đủ khiến người ta phải liếu lưỡi, chỉ riêng khung cửa sổ sát sàn có thể ngắm toàn cảnh ngọn núi tuyết trắng xóa phía xa xa là đã đủ khiến du khách đắm chìm rồi. Chưa nói đến chuyện vào những ngày trời xanh mây trắng, du khách có thể ra vườn hoa lộ thiên trong phòng để ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc không điểm dừng ngay bên dưới chân núi tuyết. Việc khiến tưởng ly nghiến răng ken kết ngoài những tiện nghi xa xỉ đã kích các nhà tư bản ra, còn là nỗi tiếc nuối khi mấy tấm rèm cửa tự động kia đã che chặt hết các loại phong cảnh. Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của thai quốc cường, hình ảnh ấy thường xuyên xuất hiện trên tv hoặc các tạp chí tài chính tuy rằng ông ta đã cao tuổi diện mạo còn xấu ma chê quỷ hờn nhưng lại yêu thích du lịch chốc chốc lại thấy ông ta đua thuyền leo núi hay chơi mấy trò bay lượn trên không trung gì đó đều là những doanh nhân xuất chúng lục môn thì đa phần chỉ đóng cửa tỏ ra thần bí còn tập đoàn trường thịnh lại rất thích giao lưu với báo chí truyền thông nhất là tay thai quốc cường này ông ta vô cùng thích trưng mặt mình ra trước ánh đèn flash. Lúc này đây, người đàn ông khi nào cũng quần là áo lượt đứng trước ống kính lại giống hệt như một ông già thảm hại, không còn vẻ phong độ người người khi trước mà tàn tạ, héo úa, ánh mắt vừa sợ hãi vừa sốt sắng. Bây giờ ông ta mắc chứng hoang tường bị hại nhẹ. Đừng nói là quản gia của phòng, ngay cả vệ sĩ thân cận ông ta cũng không tin tưởng. Nếu không nhờ cảnh ninh một hai nhấn mạnh về thân phận của tường ly e rằng cô đã sớm bị thai quốc cường tống cổ ra khỏi cửa. Ý của ông là, con ma ấy vẫn luôn quanh quẩn trong căn phòng này. Tưởng Ly nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi thai quốc cường đang co rụt lại trong một góc. Thai quốc cường lập tức giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô nói nhỏ, đừng làm ồn tới cô ta. Ban ngày cô ta ngủ, đến đêm mới xuất hiện. Ngày nào cô ta cũng dọa dẫm tôi, nếu tôi ra khỏi căn phòng này nhất định sẽ chết tường ly gật gù có lúc cô ta sẽ đứng bên cửa phòng nhìn tôi mái tóc dài thật là dài thai quốc cường thò một ngón tay ra khỏi chăn chỉ về phía cửa run rẩy nói cô ta ở ngay kia kìa tường tiểu thiên dựa ngay vào cánh cửa phòng ngủ nghe câu chuyện mà cả người nổi da gà đến khi thấy thai quốc cường chỉ về phía mình đồng thời nói câu đó cậu sợ hết hồn hết ví vội chạy lẹ ra sau lưng tường ly tường ly không chiều cậu lập tức xách cổ cậu ra, phóng một ánh mắt giết người. Tưởng Tiểu Thiên cho dù có sợ chết run cũng đành bấm bụng cố chịu. Khi Tưởng Ly bố trí phòng ốc xong cũng đã là chập tối, có ánh hoàng hôn nào chiếu qua khe rèm cửa lọt vào phòng. Cô đi chậm chậm tới trước cửa sổ, trái tim chợt dao động, tay vén rèm lên. Sắc màu hoàng hôn đẹp nhất ở ngay trước mắt. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ rực như lửa thiêu từng tầng mây đang lan ra tận đường chân trời, lại giống như trốn cả vào sau đỉnh ngọn núi tuyết thần thánh. Có tia sáng nào dọi lên mặt cô, ấm áp và không chói mắt. Đã từng có một khoảng thời gian, tưởng ly không thích xế chiều. Sắc trời nửa sáng nửa tối ấy, những tia nắng sắp lụi tàn ấy khiến cô bị đè nặng đến tức thở. Ánh đèn của thành phố quá sáng, sáng đến mức thay thế cả ánh sao, thế nên chút dáng chiều hờ hững tưởng chừng rơi xuống ấy lại càng được người ta yêu thích nhưng tất cả đó đều không phải nguyên nhân thực sự cô đã từng đi qua rất nhiều phồn hoa rực rỡ chập tối có nghĩa là đoàn tụ gia đình nhưng nhà của cô ở đâu đây thế nên cô nói với người đó có lẽ hoàng hôn rất đẹp nhưng anh có ngửi thấy mùi cô đơn trong không khí không đó là thứ mùi lẻ loi còn sót lại sau khi bao náo nhiệt lùi xa nó có thể giết chết người ta đấy người đó bèn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tự cầm lên đỉnh đầu cô và nói, em không cô đơn, em vẫn còn có anh. Tường Ly nhìn sắc trời từ từ tối đi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đêm đen thay thế, bỗng nhiên cảm thấy mình dường như chưa bao giờ được nắm mặt trời lặn bình yên đến thế. Cô đưa tay ra chạm, hoàng hôn nhảy lên ngón tay, dịu dàng vô cùng, giống như tiếng nói trầm ấm của người ấy bên tai cô vậy. Bây giờ, lời hứa đã không còn mà nỗi cô quạnh của cô cũng đã chẳng biết tỏ cùng ai vừa cảm xúc được một lúc cô bỗng nghe thấy giọng nói giận dữ của thai quốc cường hạ rèm xuống hạ xuống tiếng nói ấy bóp nát mọi cảm xúc dù là nhỏ nhặt tưởng ly nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế không vung cho ông ta một cú đấm cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại tưởng tiểu thiên tưởng tiểu thiên giật mình bỏ công việc đang giang dở lại lao tới trước mặt thai quốc cường. Ông ầm ý gì hả? Có tưởng ra ở đây, ông còn sợ cái nỗi gì? Mà đến càng hay, một chiêu đại lực kim cương chỉ của tưởng ra là có thể thu phục nó ngay. Chúng tôi cũng có thể về nhà luôn. Tưởng ly nghe xong, đầu càng ong ong lên đau nhức. Tưởng tiểu thiên chết dẫm kia, chị mày mà biết đại lực kim cương chỉ thật thì người đầu tiên chị xử lý sẽ là em đấy cũng khó trách Tưởng Tiểu Thiên không còn vẻ nhút nhát ban nãy. Căn phòng bừa bãi vô cùng, Tưởng Ly sắp không chịu nổi. Sợ hoàn cảnh bát nháo này sẽ làm ảnh hưởng tới việc bày binh bố trận của cô, Tưởng Tiểu Thiên chỉ còn cách nhẫn nhục chịu khổ. Dọn dẹp quần áo thì cũng không có gì ghê gớm, điều khiển Tưởng Tiểu Thiên khó chấp nhận nhất là lúc dọn sàn nhà và phòng vệ sinh cũng chẳng biết đêm đó do uống đẫy chén hay vì bị ma dọa thật mà thai quốc cường nôn bừa bãi khắp nơi, từ phòng vệ sinh nôn ra tới tận thảm trải sàn ngoài phòng khách. Sau khi cậu cố nhẫn nhịn để thu dọn cho xong đống nôn mửa ghê người ấy, tưởng ly lại lệnh cho tưởng tiểu thiên tắm rửa cho thai quốc cường. Cậu nghe xong gần như bật khóc. Tưởng ly chỉ nhẹ nhàng hỏi bâng quơ, thế ý em là muốn chị tắm cho ông ta chứ gì? Lúc tắm rửa, Thai Quốc Cường kêu la oai oái như lợn bị lên bàn mổ, khiến Tưởng Tiểu Thiên tức gần chết, hất tay đi ra khỏi phòng tắm, hỏi cô: "Ra, chị cho em mượn con dao chị mới mua ấy, em đâm chết hắn luôn, được không?" Sau khi cả sinh lý và tâm lý đều bị vắt kiệt và hạ nhục tới cực điểm, Tưởng Tiểu Thiên cũng chẳng sợ ma sợ quỷ gì nữa, cả một bụng oán khí vừa hay có thể đổ lên đầu Thai Quốc Cường. Thai Quốc Cường bị cậu quát xong, quả thực đã biết điều hơn hãy nghĩ lại khi xưa ông ta là người thế nào. Một đại gia hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, ai dám lườm nguyết, nhìn ông ta bằng ánh mắt khó ưa. Có lẽ tưởng ly và tưởng tiểu thiên chính là phao cứu sinh cuối cùng của ông ta, hoặc cũng có thể ông ta thật sự kính nể danh tiếng của tưởng ly nên nhất thời không dám ai oán gì nữa. Cảnh ninh bước vào phòng, còn ngỡ mình đi lộn. Nếu không vì có người quản gia vẫn đang túc trực ngoài cửa, cô ấy còn tưởng mình vừa bước vào một căn phòng chấn ma chấn quỷ nào đó phòng khách vẫn còn tạm ổn chỉ là có thêm một vài lá bùa kỳ quái hình thù giống như hình xăm trên cổ tay tường ly trên đỉnh đầu răng mắc một sợi dây đỏ mỏng manh trên dây thắt vô số những chiếc chuông đồng nhỏ xíu nhưng tinh xảo sợi dây đỏ đó kéo dài vào tận trong phòng ngủ cũng tức là phòng của thai quốc cường khi ngẩng đầu lên thì trần nhà đã răng mắc cơ man nào là dây đỏ trên các sợi dây đều được gắn chuông, giống hệt như một chiếc mạng nhện khổng lồ vậy. Giữa mạng nhện treo một chiếc chuông to nhất, bên dưới chuông là một giải lụa trắng, bên trên giải lụa có một hàng chữ bùa được tô lên bằng sơn đỏ. Bốn góc tường lần lượt đặt một chiếc lò mạ vàng có khắc hình mây. Lành, đỉnh ba chân, trên đỉnh lần lượt khảm đá ngọc lam, đá thạch lựu và đá lapis lazuli sao. Có một mùi hương kỳ lạ tràn ngập khoang mũi hạt ngửi nó giống mùi loài cây Pimenta dioica, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào dễ chịu, khi ngửi lâu thêm lại thấy giống mùi hoa, khiến người lâng lâng như bay lên, thế rồi đâu đây lại thoang thoảng mùi thông rừng nhàn nhạt, nhạt, tựa như ta đang được bước đi giữa một khu rừng đại ngàn vậy. Sao đá lapis lazuli là một loại đá quý được con người biết đến và yêu thích từ thời cổ đại các nhà khảo cổ đã phát hiện ra lapis lazuli trong những kho báu được chôn cất trong những ngôi mộ cổ cách đây hàng nghìn năm ở Mesopotamia, Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp và Rome, Italy. Chúng là tập hợp của nhiều khoáng vật, trong đó, ba khoáng vật chủ yếu tạo thành lapis lazuli là lazurit, sai và pyrite. Thứ mùi này có lẽ tỏa ra từ chiếc lò mạ vàng kia. Cảnh Ninh không rõ có phải tưởng ly đã đốt không? Tưởng Ly thấy cô ấy tới bèn giơ tay về phía Cảnh Ninh, thứ đó đâu? Cảnh Ninh gọi người quản gia vào. Anh ta bưng theo vào một chiếc khay, trên khay chỉ có một chiếc bát sứ trắng nhỏ nhắn, được đậy kín nắp. Tưởng Ly thấy thai quốc cường lại bắt đầu kích động hơn bèn lập tức bảo quản gia rời đi. Trong bát có thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Tưởng Ly lại tiếp tục rút một chiếc túi giấy trong túi đeo cô hay mang theo bên người, mở ra, rắc thứ đã nhuyễn thành bột vào trong bát rồi cầm chiếc thìa nhỏ bên cạnh khuấy vài cái, chất lỏng bên trong bát trở nên đặc quánh. Thấy cảnh ấy, Cảnh Ninh hơi ghê người, không nén nổi tò mò bèn hỏi, cô đổ thứ gì vào vậy? Trong bát là tiết gà trống, từ sáng sớm Tưởng Ly đã yêu cầu cô ấy chuẩn bị. Thứ này cũng không có gì khó tìm, tìm đại một đầu bếp nào cũng được. Chỉ có điều Cảnh Ninh vẫn thầm lẩm bẩm trong bụng, mình không cho rằng trên đời thật sự có ma quỷ, linh hồn Chu Sa, cũng trừ ta giống như tiết gà trống vậy. Tưởng Ly lại lôi một chiếc bút lông sói ra, nhúng nhúng vào bát. Cảnh Ninh cầm cái bát suốt, không hề thấy Tưởng Ly có ý bảo cô bỏ xuống. Trừ ta chẳng phải hay dùng máu chó đen sao? Tưởng Ly giơ đầu nhọn đã tẩm xong máu gà của lên. Liếc nhìn Tưởng Ly, cô từng dùng máu chó đen để trừ ta à? Cảnh Ninh bị ánh mắt nửa tà nửa chính của cô nhìn đến mềm nhũn cả người. Tôi thấy trên phim thôi mấy thứ trên phim đóng mà cô cũng tin hả trợ lý cảnh à cô phải tin tôi nói rồi tưởng đi giơ tay bấu khẽ một cái lên má cảnh ninh cô ấy chưa kịp né tránh cô đã buông ra cầm bút đi thẳng tới bên cạnh thai quốc cường cảnh ninh bị cô chọc ghẹo có phần xấu hổ nhưng dù sao cũng là người lục đông thâm mời đến cô ấy không dám mất lịch sự thấy tưởng ly cúi người xuống cảnh ninh cũng tiến lên mó xem vừa nhìn cô ấy đã sững người. Tưởng Ly đang vẽ bùa lên mặt thai quốc cường ư, dòng tiết gà đặc quánh theo đầu bút nhọn chảy xuống mặt ông ta, dường như vẫn còn nhìn thấy những hạt chu sa trộn lẫn bên trong. Ở khoảng cách này, Cảnh Ninh dường như cũng người thấy mùi máu tanh đầy mũi. Thai quốc cường cũng ngẩn người. Sau khi tưởng Ly vẽ xong, mặt ông ta đầy tiết gà, trông khôi hài không tưởng, ông ta lắp bắp hỏi, Pháp Sư, vậy, vậy có tác dụng sao? Tường Ly đặt chiếc bút lông trở lại khay, đón lấy chiếc khăn tưởng Tiểu Thiên đưa để lau tay, rồi nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười, pháp sư. Không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi tưởng ra là được rồi. Tưởng, Thái Quốc Cường mấp máy môi nhưng nhìn cô gái còn trẻ trung trước mặt không sao bật ra được chữ, ra. Thái Quốc Cường, Tưởng Ly không cười nữa, nghiêm túc sát lại gần, chỉ tay vào mặt ông ta, tuyệt đối không được lau đi, nghe rõ chưa? thai quốc cường nuốt nước bọt, không được lau. Thế khi rửa mặt thì, cũng không được rửa. Tường Tiểu Thiên bắt chước ngữ điệu của Tường Ly. Nghĩ tới chuyện lúc trước Tường Ly đặt túi bùa lên người cậu, dặn dò ba ngày tới không được tắm. Cậu lại cảm thấy cả người ngứa ngáy. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, khi nào tưởng ra cho phép ông rửa mặt ông mới được rửa. Còn cả túi bùa trên người ông nữa, chưa có sự cho phép của Tường gia cũng không được phép tháo xuống không được chạm vào nước. Hai, mà bây giờ ông người không ra người, ma chẳng ra ma, đến cơm nước còn chẳng ăn nói, rửa mặt cái nỗi gì chứ? Bây giờ Cảnh Ninh mới nhìn thấy túi bùa trên người thai Quốc Cường, nó được thắt trên cổ, giống y hệt hai chiếc tối đó cô ấy ăn trộm. Trong đầu cô ấy bất giác hiện lên bốn chữ, lừa lọc bịp bợm. Tưởng Ly vươn vai, khoác túi lên người, trợ lý Cảnh, phòng của tôi cũng lớn như vậy phải không? đương nhiên ạ à, cảnh ninh đáp anh lục đã dặn phải chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho cô tưởng tưởng ly nghe xong câu này rất hài lòng làm phiền cô rồi cô tưởng đừng khách khí trong khoảng thời gian cô ở lại khách sạn tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi yêu cầu của cô tưởng ly đào mắt cô là tâm phúc bên cạnh anh lục tôi không dám phiền cô hầu hạ luôn luôn nhưng cảnh ninh vẫn nói đây là những gì anh lục đã căn dặn Tường Ly nhìn cô ấy chằm chằm, lát sau cười khẩy, cũng không nói thêm nhiều nữa, chuyển chủ đề, mấy ngày tới, Thái Quốc Cường không được ăn đồ của khách sạn. Nhớ kỹ, món gì cũng không được. Những món ăn của ông ta, sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Mặc dù cảnh ninh không hiểu nhưng vẫn, làm theo lời dặn dò. Thái Quốc Cường thấy Tường Ly có ý định ra về, bèn hoảng hốt, cô. Tường, lẽ nào cô định bỏ đi như vậy sao? cậu ấy sẽ ở đây trông chừng ông 24 phần 24. Tưởng Ly hắt cầm về phía tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên sợ run người, giá. Thái Quốc Cường cũng kinh hoàng thất sắc, cậu ta. Tưởng Ly xoay người, chỉ tay lên đỉnh đầu, nhìn thấy chuông đồng chưa? Thái Quốc Cường gật gật. Chỉ cần chuông không rung, tức là con ma đó không đến. Có hiểu tôi nói gì không? Thái Quốc Cường bán tin bán nghi. Dạ. Tưởng tiểu thiên giật giật gấu áo tưởng ly, hạ thấp giọng van vỉ, chị giết em đi còn hơn, nếu không nửa đêm hôm nay ma đến em cũng chết thôi. Em yên tâm, chị đã bày binh bố trận, để xem con ma nào dám xông vào đây nào, tưởng ly ấn tay lên cổ. Lăn lộn cả ngày, bây giờ việc cô muốn làm nhất là được ngâm mình trong bồn tắm có thả cánh hoa thơm phức. Cô từ từ cậy tay tưởng tiểu thiên ra, em cứ nghỉ ngơi lấy sức đi. Nếu thời gian trôi chậm quá, em cứ đếm chuông mà chơi. Nếu suối quẩy gặp ma thật, chị sẽ cảm nhận được, xuất hiện kịp thời. Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng Thái Quốc Cường rõ ràng tỏ ra nghi ngờ năng lực của Tưởng Tiểu Thiên. Ông ta bất tình lình hỏi, lỡ như cái chuông, rung rinh thì sao? Việc này à? Tưởng Ly suy nghĩ giây lát rồi đáp, ông cứ giơ lá bùa ra trước ngực mà sẽ không làm hại được ông hà tưởng ly bật cười cứ tin tôi sẽ sống lâu trăm tuổi